Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay thì bên trung tâm cây giống chia sẻ cho quý bà con chúng ta về nơi đóng hàng cây giống online nha. Đây là những cái đơn hàng cây giống nhỏ nha bà con, giống như là có thanh trà ngọt nè, thanh trà Thái nè, rồi vú sữa Mika. Đây là những cái kiện hàng mà bên Ly đóng rồi, đóng rồi nè. Còn khu dưới đây thì mấy anh chị đang đóng những cái cây giống lớn, cây giống to. Anh chị là chúng ta mà thích trồng những cái cây giống to mà cây đang cho trái sẵn hoặc là những cái cây trưởng thành á, thì bên Ly có cung cấp luôn nha. Cái đơn này thì bên Ly đang giao cho chủ đầu tư ở Khánh Hòa nè, thị xã Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa ha. Của anh Định là chủ đầu tư, anh đầu tư số lượng là 9 cây, 10, 14 cây ha, 14 cây. Anh trồng là 2 cây cam đường canh lở nè, 2 cây bưởi da xanh nè, Ly Kima Thái 2 cây nè, Mia Thái lớn là 5 cây nè, vải không hạt 2 cây ha. Cái đơn của anh tổng cộng là 17 triệu 900 ngàn ha. Đây là những cái cây cam đường canh mà bên Ly đóng rồi. Đây là 2 cây cam đường canh. Cam đường canh thì bên Ly đang có cái cây giống mà đang cho trái sẵn ha. Một cây thì ít nhất cũng 5 trái, 10 trái. Nhưng mà cây cam đường canh quý bà con chúng ta nhìn hình thể trái nè, cũng giống như là nhìn cái lá nè, nó hoàn toàn là giống với cây quýt đường của chúng ta nha. Nhưng mà ở ngoài khu vực miền Bắc thì những cô chú anh chị đó là đặt tên là cái cây cam, thì nên bên trung tâm cây giống sẽ kêu bằng cái cây cam. Thật sự bên trong ăn nó nước nhiều, nước nhiều và hình thức trái nó cũng giống như cái trái quýt vậy đó. Đây, để Ly lấy cho quý bà con chúng ta cùng xem. Đây, Ly cũng có một trái nè, nó rụng nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy không ạ? Rất là giống như trái quýt đường nha. Tại vì khu vực miền Bắc người ta sẽ đặt tên là cái cây cam rồi, thì bên trung tâm cây giống sẽ kêu bằng cây theo cây cam. Với bên trong nó giống quýt lắm. Khi nó chín là hoàn toàn là nó lên cái màu cam, nhìn đẹp không nha. Khi nó chín nó lên cái màu cam. Ở bên trong ăn nó rất là ít hạt, có trái là không có hạt luôn, nhưng mà ăn đặc biệt là nó ngọt như đường ha, nó ngọt như đường vậy đó, ăn thật sự rất là ngon. Cây này thì quý bà con chúng ta đáng sưu tầm nha, chân tết rất là đẹp nha bà con, ăn ngon, giàu vitamin nữa. Đây là 2 cây cam đường canh. Rồi tới cái cây tiếp theo đó chính là cây nhãn. Nhãn này là nhãn tiêu ha, nhãn hạt tiêu Ngọc Phong nha. Cây này là ghép hai bo. Ghép hai bo, bên đây là cây nhãn tiêu Ngọc Phong nè, bên đây là cây nhãn phát tài. Tức là một cây như vậy thì mình sẽ trồng là sau này nó sẽ ra hai thứ trái. Đây có một chùm hoa, chùm trái nè. Quý bà con chúng ta thấy không ạ? Nhiều lắm nha. Thì bên Ly có những cái cây đang cho trái sẵn nữa, nhiều loại cây giống lắm. Tại vì anh chọn cái cây này thì Ly sẽ đi giao bằng cái cây này. Cái hoành của cây thì to hơn 20. Cái hoành của cây là to hơn 20, tán ngang rất là nhiều ha, rất là rộng luôn. Cây lá xum xê được nuôi dưỡng rất là đẹp rồi. Đây là cây nhãn nè. Rồi tiếp theo là có 2 cây Ly Kima Thái. Cây này cao khoảng 1,5 m đổ lên. Cái hoành của cây thì nó cỡ cái cùm tay của em bé hoặc là to hơn tí xíu ha. Có những cái cây nó đang cho trái luôn nha, tại vì anh sẽ thiết kế tiểu cảnh á. Để anh làm bên tiểu cảnh, anh thiết kế sân vườn kiểu Nhật á, nên anh sẽ liên kết với bên trung tâm cây giống, tức là anh sẽ lấy cây của bên trung tâm cây giống, anh sẽ đi trồng lại cho những cô chú anh chị nào chúng ta có cái nhu cầu á, mà trồng sân vườn mà anh sẽ đưa ra những cái list cây giống như thế nào, cô chú anh chị đó thích trồng cây giống như thế nào thì anh sẽ lấy cây giống tại trung tâm cây giống về sẽ trồng lại cho khu vườn của những cô chú anh chị thiết kế sân vườn nha. Đây là cái cây Ly Kima Thái nè. Cây Ly Kima Thái thì ăn ngon hơn, dẻo hơn, mịn nha, rất là dẻo. Rồi tới cây tiếp theo là cây bưởi da xanh. Bưởi da xanh đang cho trái. Cái cây bên đây thì có một chùm này là 3 trái, 4 trái luôn nè. Cây bưởi rất là đẹp ha, tàn tán xum xuê trên cây đang sẵn trái luôn, tuột đọt phát triển rất là tốt. Đây ha, bưởi da xanh nha. Bên đây cũng đang có một chùm trái nữa nè, anh cũng lấy 2 cây. Khi mà quý bà con chúng ta thấy trong cái chậu đen nhìn nó chưa có xinh hẳn nha, chúng ta về sang cái chậu to hơn và trồng vô cái bồn nó đẹp hơn á, thì nhìn cái cây của mình nó xinh lắm nha. Đây là cây vải không hạt. Đây ha, vải không hạt. Vải không hạt thì trái nó to hơn, nước nó nhiều hơn, ngọt hơn ha. Vải thường của chúng ta nữa. Vải không hạt thì xuất xứ từ Đài Loan, thể loại giống mới nha. Anh chị nào chúng ta quan tâm thì chúng ta cũng có thể là trồng thử nghiệm nha bà con. Tại vì anh ở ngoài Nha Trang, khu vực mà lạnh lạnh á, thì Ly sẽ tư vấn cho anh trồng cây vải không hạt. Còn khu vực miền Tây á, thì quý bà con chúng ta trồng thử nghiệm nha. Ly cũng có trồng thử nghiệm nhưng mà Ly tin chắc là sẽ ra trái. Tại vì xuất xứ từ những cây giống mà xuất xứ từ Đài Loan thì bên trung tâm cây giống trồng thử nghiệm hầu như cây nào nó cũng ra trái á. Nhưng mà trái nó sẽ thưa hoặc là trái nhiều, trái sai không, hầu như là nó sẽ ra trái. Rồi tới cái cây tiếp theo nữa, đó chính là cây me Thái nè. Cây này là cây me Thái ngọt nha. Bên trong ăn thì nó ngọt. Me Thái ngọt thì chúng ta cũng có thể làm phát triển trồng kinh tế nha. Ít mô hình trồng cây me Thái tại Việt Nam chúng ta lắm nha bà con. Những cô chú anh chị ở vùng núi thì người ta trồng me, còn khu vực miền Tây ít có người trồng me lắm. Chúng ta cũng có thể làm phát triển trồng me Thái. Cây giống kháng sâu bệnh cũng rất là cao nha. Một năm thì chỉ ra được 1 vụ trái. Và 1 vụ trái chúng ta bán trái tươi này, hoặc là chúng ta bán trái già.
không bán trái già thì chúng ta bán mây dốt. Chúng ta không bán mây dốt thì chúng ta cũng có thể là sấy nha. Sấy để bán cho mùa sau, giống như mùa này giá nó không được cao thì chúng ta sấy lại bán cho mùa sau ha. Me Thái thì chúng ta bảo quản được sấy. Đây là cây me Thái. Cây này là cây gì? Cây này chắc cũng là cây me quá. 5 cây me ha. Anh chốt cũng khá là nhiều loại giống. Thì bên trung tâm cây giống còn rất là nhiều loại cây đang cho trái sẵn và nhiều loại cây ăn trái độc lạ. Anh chị nào chúng ta thích trồng thể loại cây giống như thế nào thì cứ việc gọi ngay vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn cho quý bà con chúng ta kỹ hơn nha. Chuyên cung cấp tất cả các loại cây ăn trái, giống như cây giống nhỏ nè, cây giống to, cây giống lớn và cây đang sẵn trái, mà đặc biệt có hỗ trợ kỹ thuật trồng tại vườn ha. Có hướng dẫn cho chủ đầu tư cách làm trái như thế nào, cách chăm sóc cây như thế nào nha. Anh chị nào chúng ta quan tâm thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Còn nơi đây là nơi đi ha, đóng hàng cây giống online của bên trung tâm cây giống ha. Một ngày thì bên Ly đi số lượng cũng rất là nhiều cây, không riêng về đóng hàng online mà Ly cũng đi bằng đường xe nữa. Số lượng nhiều á thì bên trung tâm cây giống sẽ đi giao bằng đường xe. Còn cô chú anh chị nào chúng ta mua số lượng ít hoặc là ở xa thì Ly sẽ đi giao bằng đường online, đảm bảo an toàn nha. Cách đóng hàng rất là chắc chắn nha. Chúng ta được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn ha bà con. Rồi, một lần nữa Ly xin thay mặt trung tâm cây giống gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc bình an. Còn bây giờ thì Ly xin chào và hẹn gặp lại.